Ok, thì hôm nay chắc cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều. Nhìn cái cán kiếm này thì chắc các bạn cũng đã biết rằng là tôi đang giới thiệu về con 8814 của Daban rồi. Đồng thời thì cũng có thể nhận thấy được là khi mà tôi cố gắng làm thì nói chung là cái bộ kiếm này nó quá to để vừa vào cái studio của tôi. Như các bạn có thể thấy là nếu như so sánh nó với lại một con core thì hơi quá đáng. Cho nên là tôi sẽ chuyển về cái camera sau của tôi để cho nó dễ thực hiện. Và như các bạn có thể thấy ở đây, cái kiếm của 8810 nó không không vừa được với cái studio của tôi luôn. Tôi định sẽ chia cái video này ra làm hai phần, đó chính là một là sẽ là làm về cái gắn kiếm này và phần 2 sẽ là về cái bộ tay khí đồ. Cho nên là cái video này các ông sẽ phải chịu khó ngồi cái góc camera. Đây là cái cán kiếm, nói chung là lúc ráp ra thì nó cỡ một cái cánh tay của tôi như thế này. Hôm nào mà sờ qua cái metal build của cái kiếm này rồi thì có thể đây là một điều không ấn tượng gì mấy so với mấy ông, nhưng mà đối với những cái người chơi mà chưa bao giờ từng được hit như vậy như bọn tôi thì nó lại là một cái gọi là cái gì đó, nó phải gọi là quá ghê luôn. Thì đây là cái cán kiếm của mấy bạn, rất là tiện để cho mấy bạn weebo luôn. Nhưng mà cái cán kiếm này là cái lý do vì sao mà cái katana của bộ Metal Build nó dài đến như vậy, vì nó mô phỏng ra cái cán kiếm lớn này. Thì các bạn có thể thấy là cái chiều dài bàn tay của mình nó tới đây luôn. Cái katana bình thường thì mình nghĩ nó chỉ đo tới đâu là đây là cùng rồi này, nhưng mà cái này thì nó ra tới đây. Một cái điểm đặc biệt của Daban khi mà làm cái cán kiếm lớn này, nó chính là họ cho thêm một cái lưỡi gãy như thế này. Và phần lưỡi thì các bạn có thể thấy là nó như thế này, còn đây là phần sóng kiếm. Đây là phần sóng kiếm. Cái điểm để mình nhận biết đó chính là nó có một cái khoan vào như thế này. À, thiết kế góc của bàn đài thì hình như là không có cái lưỡi kiếm này, và để tháo cái lưỡi kiếm này ra thì các bạn sẽ, để mình chuyển về camera kia, để tháo cái phần lưỡi kiếm này ra thì các bạn sẽ dòm vào cái nắp viên ngọc ở bên trên này. Các bạn sẽ dòm vào cái nắp viên ngọc bên cùng này và bóp bóp cái mặt dưới để cho cái mặt trên nó, cái viên ngọc ở mặt trên nó lồi lên như là mình đang làm ở đây. Và sau đó là lấy một cái cây gì đó bằng kim loại để bấy cái viên ngọc này ra. Vâng, và ở đây các bạn sẽ thấy một cái chốt, thì các bạn sẽ bấy luôn cái phần chốt này lên luôn. Và như thế là các bạn có thể mở được cái lưỡi này lên. Và đây, cái lưỡi này thì nó thật là cầm cầm riêng ra ngoài thì nó giống y như là một cái cây cà rem vậy, nhìn nó rất là mắc cười. Nhưng mà đây mới chính là cái thiết kế nguyên gốc của Metal Build và Bandai. Mình nghĩ là Daban họ thêm chi tiết này vào cũng một phần là để tránh bản quyền, thì nói chung là có cũng tốt thôi, rất là tiện cho những bạn có cảm giác, những bạn mà có dự định là sẽ cầm cái kiếm này mà weebu giống như mình. Nó thật là nhìn cái lưỡi kiếm gãy này mình rất là nhớ tới Tanjiro trong Kimetsu no Yaiba, cái trận đánh với lại Hạ Nguyên. Thật là cầm cây này quý bu sướng vậy nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là để mình ráp cái chấu lại ra rồi tính nói tiếp. Không có lưỡi kiếm thì các bạn vẫn sẽ ráp chấu này vào lại như thường, xong rồi ráp cái ngọc vào. Rồi, ráp ngọc vào lại là các bạn sẽ chơi được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cầm cái kiếm này mà weebu nó cũng thực sự không sướng, và nó là tại vì cái mặt ở phía sau này. Cái mặt ở phía sau này như các bạn có thể thấy nó ở đây. Cái mặt này nó được sơn sẵn luôn, nó tách chìm mặt phần đen và cả phần mắt đỏ ở bên trong này. Nhưng mà cái phần sừng như các bạn có thể thấy là có hai cái sừng, là hai phần sừng này là cắt từ lên nờ ra và gắn vào. Và lúc mà cầm nó thì hai cái sừng này nó thực sự rất là khó chịu, có cảm giác như là nếu như mà mình quơ vòng vòng á thì nó sẽ làm gãy hai cái phần sừng này. Cho nên là muốn quơ cho nó thực sự thoải mái, muốn cầm cái kiếm này mà quơ mà gọi là để chơi luôn á vẫn có khả năng, thì các bạn chỉ cần tháo cái mặt này ra thôi, đó nó như thế này. Và cái này á, cái mặt sau này sẽ có một cái tay cầm mở ra như thế này để cho cái tay khi cầm. Và con Gundam Metal Build thì vẫn có một cái phần chốt ở đây. Thì đây, bây giờ mới chính thức weebu thoải mái này, cầm sướng cực kỳ. Thế lại cái nhá,
Còn cái này là xem review chứ không phải là xem tôi Weibo, cho nên là khi mà tháo cái mặt ra thì các bạn sẽ thấy cái nòng pháo, cái họng pháo nó sẽ nằm ở đây. Rất là đẹp, nó cũng tự được sơn sẵn luôn. Cũng được sơn sẵn luôn cái hiệu ứng metallic ở trong này rồi. Nói chung là bộ này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao, mặc dù là nó là kit nhựa. Nhưng mà cái chất lượng nhựa đen thì nói chung là nó vẫn chưa làm tôi hài lòng cho lắm. Tại vì nếu như mà cái này mà chịu khó sơn cái metal lên thì nó còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà được một cái là cái màu vàng nó được tách rất là đẹp luôn. Màu vàng này là chúng ta có tận 3 tông màu vàng. Một màu vàng bình thường, một màu vàng đậm hơn, và một màu vàng ở dạng lưỡi kiếm như thế này. Phần cán kiếm này thì nó có thể tách ra là 4 chi tiết nhỏ hơn. Chi tiết đầu tiên thì các bạn sẽ cầm hai phần cạnh ở đây, bóp xuống thì nó sẽ mở ra cho bạn hai cái lưỡi nhỏ như thế này. Hai cái lưỡi này nó sẽ như thế này, mở ra. Bạn nào thích mở hết cỡ thì mở, còn tôi thì tôi thích để như thế này hơn. Nó có cảm giác như rằng là nó giống một cái món vũ khí dùng để đâm hơn. Cái cán vẫn là cán như bộ tay khỉ, tay MG cầm thì nó cũng được nhưng mà nó không có. Những chi tiết còn lại thì các bạn cứ kéo nó ra. Và chi tiết đó nó sẽ mở thành hai vũ khí như thế này. Rất là ok luôn. Đồng thời vẫn là tay khỉ cầm. Nó giống như cây balisong vậy. Đây. Hai cái lưỡi này nó có cảm giác như mình giống như là cây balisong vậy, nhìn nó cười vãi. Đây. Cây balisong bình thường thì nó sẽ như thế này. Nó gần bằng cây balisong thiệt luôn rồi. Và đồng thời nếu như mà bạn nào muốn kiểu như là mang cây kiếm này đi offline luôn á thì nó cũng tiện lên một đường nữa, là nếu như các bạn đã tháo luôn cái lưỡi kiếm rồi thì các bạn tuốt luôn phần này ra luôn cũng được. Và khi mà các bạn tuốt á thì ở trong này bốn cái cháu nó cũng có thể đẩy lên luôn cho các bạn tiện tháo lắp mà di chuyển, khá là tiện. Chức năng cuối cùng của cây kiếm này đó chính là được sử dụng như là một khẩu pháo, và tất nhiên khi mà bắn pháo ra thì phải có một cái bộ đẩy để chống lại cái động lực của khẩu pháo khi mà bắn ra. Thì cái cây kiếm này muốn làm được như vậy thì nó sẽ mở hết những cái khắc ở đây ra. Mỗi thanh đen ở đây đều là một cái khắc để cho các bạn mở. Và đây là sẽ là những bộ đẩy, đồng thời cũng sẽ là bộ thoát khí để tản nhiệt cho cái cây pháo lớn này. Rốt cuộc lại đây là cây pháo hay là cây kiếm thì mình cũng không biết nữa. Vì cái món vũ khí này nó được chế tạo bởi một cái công nghệ gọi là công nghệ phê cần, cho nên là cái logic hoạt động của nó ra sao thì mình thật sự không biết. Bandai họ hướng dẫn như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế thôi. Chứ mình thì nói thật là mình cũng không biết giải thích vũ khí của bọn Astray này như thế nào. Lát nữa mình sẽ chỉ ra thêm một cái điều vô lý ở trong cái cây kiếm của con Astray này mà mình càng ngày càng thấy nó weebu. Nó có một cái tầm weebu rất là cao. Và chỉ ngoại trừ hai phần nóc thứ hai và thứ ba tính từ họng pháo đếm xuống này, nó sẽ là một có đặc biệt một tí. Khi mà các bạn mở họng pháo thứ hai lên, các bạn mở họng pháo thứ hai thì nó sẽ có một cái tay cầm. Và họng pháo thứ ba này vì nó phải nhường chỗ cho cái tay cầm cho nên là cái khớp của nó phải khác đi một tí. Các bạn cứ mở nó lên như bình thường thôi. Cứ mở nó lên thì nó sẽ như bình thường. Nhưng mà khi đóng lại thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải bóp nó lên một khắc nữa nó mới xuống hết được. Mở lên thì bình thường, nhưng mà đóng lại thì nó sẽ hở. Nó sẽ hở lên hở xuống như thế này. Thì các bạn chỉ cần đóng lại thôi là nó như thế thôi, còn lại nó không có gì khác cả. Thì cái tay cầm này nó sẽ là để cho cái bộ tay khỉ cầm. Cái vì cái kích cỡ của bộ bàn tay này cho nên mình nghĩ là tay MG vẫn sẽ cầm được thôi. Nhưng mà nói chung là sao đơn giản gì sao thì mình nói vậy thôi. Và có một cái rất là thoải mái, và cái cảm giác khi mà ráp cái bộ 8814 này thì bạn của tôi có chia sẻ là nó ráp rất là sướng tay. Khớp phía rồi thế nó rất là ok, không có gì gọi là cản trở nhau như là mấy cái bộ trước cả. Và đồng thời theo như cái trải nghiệm của tôi ở đây thì cây kiếm của nó cũng rất là cứng rắn, nó không có bị sập, nó không có lỏng liếc ở chuồng một chỗ nào cả. Cá nhân tôi nghĩ thì khớp nó vẫn như thế, nhưng mà do cái part, những cái bộ phận mà các bạn phải xử lý nó to, cho nên là cái lực của các bạn đều hơn thôi, chứ thực chất là nó vẫn khớp như vậy. Và câu trả lời của tôi nó khá là đúng, là tại vì nó ráp bộ tay khỉ nó ra như là cái gì. Thì đó là như vậy.
tôi sẽ đóng tất cả nó lại và nêu một chút cảm nhận của tôi về cây kiếm này nữa. Vì đơn giản nó là tất cả những cái chức năng của nó thì tôi đã nói xong hết rồi. Ok, và đây chúng ta có kiếm nhỏ lẫn kiếm lớn. Thì đây, bây giờ tôi muốn nêu ra một cái mà tôi khá là thắc mắc về cái cây kiếm Gabera Strike này. Và cái những cái gọi là tôi nghĩ nó là những cái khá là bất hợp lý trong thiết kế của nó. Thì như các bạn đang thấy ở đây là cây kiếm của Astray VMB, là nó là mô phỏng theo cái cán kiếm dài của cái khẩu pháo lớn này. Nên khi mà chúng ta trưng bày một cái katana ở trên một cái kệ thì chúng ta sẽ trưng bày như thế này. Logic của nó đó chính là phần sóng kiếm nằm ở dưới và phần lưỡi kiếm lên trên để tránh lực tác động của trọng lực từ lưỡi kiếm xuống cái kệ gỗ. Và khi mà chúng ta trưng bày như vậy thì tôi nói rất là hợp lý, không có gì sai cả. Nhưng mà đó là với cái trường hợp là cái chuôi kiếm ở phía sau này nó chỉ xuống như vậy. Khi mà chúng ta làm như vậy với lại cái lưỡi kiếm lớn này thì cái mặt này nó lại bị ngược. Đây là cái điều làm tôi thực sự không thích tí nào. Nếu mà chúng ta muốn chưng cái lưỡi kiếm lớn này thì chúng ta phải chấp nhận xoay nó lại như thế này. Và đó, trong nó lố bịch phải cả linh hồn đi được. Đến cái độ mà tôi nghĩ là nếu như mà tôi mua cái bộ này về mà để làm sơn phích các kiểu mà để cho riêng tôi á, chứ không phải là tôi mượn đồ của họ á, tôi sẽ tháo cái mặt này ra tôi vứt luôn. Thì một vài bạn sẽ chấp nhận như thế, nhưng mà Daban thì gọi là họ chụp cái mặt này lên là để làm hình promo cho họ luôn. Nói chung là họ đổ rất là nhiều công sức vào trong cái mặt này, tôi có cảm giác là như vậy. Nó rất là mắc cười. Cho nên từ xưa đến bây giờ tôi không thích cái thiết kế của cây Gavera. Một phần là vì như thế này đây, nó khá là phải nói là Daban lần này họ làm rất là tốt, chất lượng nhựa nó rất là cứng cáp, rất là ok, cầm rất là sướng tay. Đó là một cái điều khá là kỳ lạ khi mà tôi nói đến một cái món kit wrap, tại vì cầm rất là sướng tay. Bình thường nó không có chị như vậy, nhưng mà Daban lần này họ đã phá cách, họ hack luôn cái bộ MB này, cho nên là đây phải gọi là một cái cơ hội rất là hiếm mà không nên bỏ qua. Và các bạn nên mừng là các bạn sinh ra đúng vào cái thời đại mà Daban họ hack ra cây kiếm này. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải tự bỏ tiền ra và mua một cây 8814 về chỉ để lấy bộ kiếm thôi. Còn cái tay thì đưa ai đó đưa. Đó là như vậy, đây là phần 1 của cái review của con 8814. Bộ tay khí thì sẽ lên review sau. Nhưng mà trước tiên là về cái kiếm này, rất là hài lòng, rất là ok. Dành cho những bạn mà không muốn bỏ 8 triệu ra để sở hữu cái cây kiếm này thì đây là một cái giá quá hời luôn. Các bạn có thể đến độ mà khi mà vừa cầm cái cây kiếm này lên thì những người trong hội của tôi họ đã suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ nhờ người đẽ một cái lưỡi kiếm bằng gỗ xong rồi tra vào cái lỗ này. Thì nói chung là cũng là một trong những cái ý kiến Weibo thôi, còn thực hiện hay không thì đó, cái đó là chưa biết. Nhưng mà nói chung là như vậy, đó là cảm nhận của tôi về cây kiếm trên con 8814. Và đó là như thế thôi, hẹn gặp lại các bạn vào phần 2. Nhớ bấm đăng ký và bấm cái chuông.